Hello mọi người, hôm nay nhà Monica có nấu xôi chay để mình đem lên cúng Phật vào ngày mùng 1 đầu tháng giống như mọi khi đó. Cái món xôi chay này á, làm thì cũng không phải là quá khó nhưng mà nó hơi tỉ mỉ một chút đó mọi người, nhưng mà rất là ngon nha. Cái món này là Monica đã được ăn từ cái trong chùa đó, thấy ngon quá cho nên mình về mình tự tìm hiểu rồi mình học cách làm luôn đó mọi người. Sau một hai lần mà mình nấu thì tới lần thứ ba tư thì mình cũng đã thành công á, nấu ra được cái món xôi rất là ngon luôn mọi người. Bây giờ mọi người vào bếp cùng với Monica nha. Thì để nấu món xôi này thì đầu tiên là mình cần phải ngâm nếp qua đêm nè, rồi sáng ra mình vo sạch rồi mình để chuẩn bị đem đi hấp. Ngoài ra thì mình phải chuẩn bị những cái thành phần giống như là có củ cà rốt nè, xà bấu nè, nấm đông cô nè. Cái phần nếp này thì như mọi người thấy đó thì mình đã ngâm rồi, bây giờ mình đem đi bỏ lá dứa vào thì mình chuẩn bị hấp thôi. Còn đây là cà rốt là Monica đã sắc nhỏ, cũng như là xà bấu mình cũng sắc nhỏ, nấm đông cô sắc nhỏ luôn nè. Mà tất cả những nguyên liệu này là mình phải, ngoài việc sắc nhỏ ra rồi mình còn phải là vắt cho nó thật là khô nha các bạn, vắt thiệt là khô luôn á. Còn đây ngoài ra mình còn có những thành phần giống như là đường nè, một chút xíu muối nè, và khoảng 3-4 muỗng chén nước cốt dừa nữa. Những cái phần giống như là cà rốt nè, nấm đông cô nè, và xà bấu á, sau khi là mình sắc nhỏ ra mình bỏ vào trong cái túi vải, mình vắt cho thật là khô nha mọi người. Mình vắt thiệt là khô thì nó mới ngon nha. Rồi mình bắt lên bếp mình xào từng thành phần khác nhau nha mọi người. Giống như là mình phải xào cà rốt riêng, rồi mình sau đó mình mới xào nấm đông cô riêng, rồi mình mới xào xà bấu riêng. Mỗi cái là mình xào riêng hết. Sau đó là mình để ra mỗi một dĩa khác nhau vậy đó. Mà ở trong cái phần này nè, giống như là cà rốt này nè, thì mình xào cho nó săn, thật là săn lại. Sau đó thì mình cho một ít bột nêm chay vào. Rồi cái phần nấm đông cô này cũng vậy đó, mình cũng phải là xào cho nó săn lại, rồi sau đó mình cũng nêm một ít hạt nêm chay vào, sau đó là mình lấy để ra một bên. Còn cái phần riêng cái phần xà bấu mình chỉ xào săn lại thôi chứ mình không có nêm gì hết nha mọi người. Tại vì trong xà bấu là nó có cái vị mặn sẵn trong đó rồi đó. Mặc dù là mình đã bóp, đã rửa ra và đã vắt và thật là khô rồi, nhưng mà ở trong xà bấu thì nó vẫn có cái vị mặn của nó đó, cho nên là mình không có cần phải nêm cái gì vào cái phần xà bấu hết. Cái phần nấm đông cô đáng lẽ là phải nhiều hơn gấp đôi như vậy á mọi người, mà do ông xã Monica là không có thích cái mùi nấm đông cô nhiều á, cho nên là Monica làm đồ ăn gì mà có nấm đông cô thì Monica lại hạn chế để có nó nhiều, để ít lắm. Bây giờ mọi người thấy cái phần xà bấu này nó săn lại, nhỏ lại nè, thấy chưa? Rồi bắt đầu mình đem bắt ra, mình bỏ ra ngoài dĩa đó, mình để đó. Một lát nữa mình nấu xôi gần chín mình bắt đầu mới trộn vào trong xôi. Bây giờ là tới cái khúc này là mình trộn hết các ba cái thành phần này lại chung với nhau luôn đó mọi người. Đường nè, muối nè, với nước cốt dừa mình cho hết vào chung, và sau đó mình khuấy đều lên, mình tán thành một cái hỗn hợp nó thật là mịn và mướt. Một lát nữa đây á, khi mà xôi các bạn thấy nó gần chín á, thì các bạn bắt đầu cho nó, cho cái hỗn hợp này vào nè. Xôi nó chín khoảng, còn khoảng 10 phút nữa là nó chín hẳn đó. Bắt đầu các bạn cho cái nước hỗn hợp này vào trong xôi, các bạn trộn đều lên. Và như các bạn thấy là xôi bắt đầu là còn 10-15 phút là nó chín rồi đó. Bắt đầu mình cho cái hỗn hợp này mình trộn đều lên. Đặc biệt là nấu cái xôi này nó không phải là giống như là cái xôi ngọt, cho nên là mình không có để nhiều nước cốt dừa nha các bạn. Mình chỉ để ở trong cái chén nước cốt dừa nó khoảng chừng 3 muỗng thôi, 3 muỗng canh nước cốt dừa là mình có thể làm ra được một cái nồi xôi cũng nhiều lắm đó. Mình không có để nhiều đâu, bởi vì đây là cái xôi ăn nó có vị mặn, cho nên là mình không có làm cho nó quá béo giống như cái xôi ngọt được. Sau khi mình đã trộn nước cốt dừa xong hết rồi đó, cái hạt nếp bắt đầu bóng và mềm và thơm lên rồi đó, thì cái bắt đầu các bạn mới cho những cái thành phần mà lúc nãy mình đã xào săn lại đó, giống như là xà bấu nè,
cà rốt nè, rồi nấm đông cô nè, các bạn cứ cho vào lên trong cái hồ xôi này, sau đó mình trộn đều hết những cái hỗn hợp lại với nhau. Cái này mà nhà ai mà ăn được nấm đông cô mà hoặc là thích nấm đông cô á, mình nên cho nhiều nấm đông cô hơn như vậy nữa. Mình nên để cho nó gấp đôi khoảng cái phần nấm đông cô trong video này của mình đang chỉ đó. Mình phải để nhiều gấp đôi hơn thì nó sẽ ngon hơn đó mọi người. Còn cái này do ông xã Monica là không có thích cái mùi này nhiều lắm, cho nên nhà Monica nấu cái gì mà có nấm đông cô là phải hạn chế để ít lại thôi. Bây giờ là xôi đã sắp xong rồi đó mọi người. Làm cũng đơn giản lắm, nhưng mà hả là cực kỳ ngon đó. Mấy bạn cứ thử đi làm cái món xôi chay này nè. Mình ăn được từ cái trong chùa đó. Gia đình của mình học cái cách nấu này từ cái chùa mình đem về mình làm á. Đi đâu ai cũng thích hết á. Nhà có khách á, mình làm cái này khách nào cũng thích ăn hết á. Đây là cái phần xôi là mình đã hoàn thành xong hết rồi mọi người. Mình như vậy là xong rồi đó. Mình chỉ cần đem ra mình múc ra để mình có thể đem lên bàn thờ mình có thể cúng Phật được rồi đó. Các bạn nhìn thấy thành phần của nó đơn giản như vậy thôi đó, nhưng mà ăn thì rất là ngon, thơm, có vị ngọt nhẹ nè, béo nhẹ mà thơm xà báu, thơm nấm đông cô, ngọt của củ cà rốt á, ngon cực kỳ luôn á mọi người ơi. Sườn non chay á mọi người, sườn non chay thì nhà Monica đem ra và ngâm nước xong rồi mình để cho nó mềm, mình xé nhỏ, xé thật là mịn, thật là nhỏ ra, sau đó thì mình chỉ cần cho một ít muối, một ít bột ngọt vào, sau đó thì mình bóp cho nó thật là khô ra. Các bạn phải nhớ là bóp thật là chặt nha, thiệt là chặt cho nó ra hết cái nước ra, thì mình bắt đầu mình đem đi chiên lên và nó trở thành một cái món ăn nó ngon lắm mọi người, nó giòn mà nó mặn mặn, thơm thơm, ăn với xôi là ngon cực kỳ luôn đó mọi người. Mà mình làm như vậy mình có thể để được rất là lâu nha, ngoài ăn được với xôi thì mình còn ăn được với cơm nữa đó mọi người. Bây giờ cái phần xôi đã chín rồi, bây giờ Monica sẽ đem bày chén dĩa ra để mình bắt đầu mình múc xôi vào, rồi mình sẽ đem lên bàn thờ để cúng. Mọi người thấy cái phần nếp nó dẻo và nó thơm dữ lắm nè, nó có đầy đủ gia vị trong đó luôn á, cho nên là mình không có cần phải ăn kèm chung gì hết á, mình có thể ăn như vậy không luôn á mọi người, rất là ngon luôn. Bây giờ Monica sẽ múc xôi này bỏ vào chén, rồi sau đó mình lại úp ra dĩa để cho nó thành cái tạo hình nó đẹp á, rồi mình mới đem lên trên bàn thờ mình cúng Phật. Bây giờ thì mình xôi mình đã múc xong ra hết rồi, bây giờ mình chỉ có trang trí một vài cọng ngò lên cho nó đẹp mắt lên thôi. Thank you.
Đáng lý ra là Monica đợi tới một ngày nữa thì mình mới cúng, nhưng mà do một ngày nữa, hai ngày nữa nhà của Monica có việc phải đi, không có ở nhà trong cái ngày đó đó, cho nên là mình cúng trước một ngày á. Video của Monica đến đây là kết thúc rồi. Monica xin gửi lời chào và gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Monica chúc cho mọi người một ngày thật là an vui, thật là hạnh phúc nha. Bye bye mọi người. Hẹn lại mọi người trong video kế tiếp.